Chào các bạn, ngày nay khi mà mọi chiếc điện thoại đều cảm giác xem nhau thì nhiều người tiêu dùng thường tìm đến những thương hiệu nhỏ để tìm lại trải nghiệm khác lạ. Và hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn một sản phẩm như vậy, đó chính là chiếc Infinity 3, một sản phẩm mang thương hiệu rất lạ nhưng có những trải nghiệm cũng không kém phần độc đáo. Bỏ qua cái vỏ hộp hình thức bên ngoài thì bên trong chúng ta có chiếc Ni 3 với rất là nhiều đồ chơi đi kèm. Chúng ta có một bộ phụ kiện cơ bản, đó là cục sạc này, tai nghe cùng với sợi cáp micro USB. Phía bên này thì người tiêu dùng sẽ có một cái tấm dán màn hình và ở dưới là cái que chọc SIM cũng như là cái ốp lưng silicone. Và với bộ phụ kiện này có thể nói là khi mà mua về thì khách hàng không cần phải mua thêm bất kỳ phụ kiện nào đi kèm nữa, chỉ việc mua máy và về dùng thôi. Đó là một điểm mà mình thấy rất là đáng hoan nghênh trên những thiết bị giá rẻ như này, mặc dù giá của này chưa đến 2,5 triệu đồng. Ấn tượng đầu tiên của mình đối với chiếc máy này là nó không mỏng nhẹ cũng như là nhìn nó yếu ớt như những điện thoại Trung Quốc giá rẻ khác, mà chiếc máy này được hội tụ đủ 3 yếu tố mà mình đánh giá rất cao. Đấy là thiết kế rất là đầm chắc, thứ hai là vỏ nguyên khối cứng cáp, và thứ ba đấy là cái trọng lượng khá nặng. Và với trọng lượng này thì nó cảm giác như bạn đang cầm một chiếc máy khoảng 6 inch trở lên vậy. Nó rất là nặng, cầm đầm tay và không hề có cả cảm giác o ép nó cả. Nhưng chúng ta có rất là nhiều chi tiết kim loại như là mặt lưng, hai cạnh trên, dưới và cái khung viền, làm giúp cho chúng ta cầm chiếc máy nó rất là chắc chắn và cảm giác cầm nó sướng, nó nam tính hơn hẳn những điện thoại giá rẻ của Trung Quốc khác. Mặt trước thì nó không có gì đặc biệt, chúng ta vẫn có một cái mặt kính bao phủ toàn bộ mặt trước cùng với cái lớp viền là kính 2,5D. Tuy nhiên thì những chi tiết này mình đánh giá không cao bởi vì đây vẫn là thiết bị giá rẻ và nó chưa cho cảm giác gia công thực sự cao cấp. Các bạn có thể thấy là trên chiếc máy này, nhà sản xuất dùng rất nhiều những chi tiết diamond cut, những hình cắt kim cương ở cả phần khung máy cũng như là phần chi tiết này. À, mình cho rằng đấy là một chi tiết khá là hay, làm máy trở nên bóng bẩy và sang trọng hơn, mặc dù nó vẫn chỉ mang bản chất là một chiếc máy giá rẻ. Chuyển sang phần thông số kỹ thuật thì hiện tại chiếc Infinity 3 này đang sử dụng con chip cũng khá ổn, đấy là chip MediaTek MT6735. Với lõi tứ cũng như là xung nhịp tối đa nó đạt được là 1,3GHz cùng với GPU Mali T720. Và đối với con chip này thì nó ngang hàng với những đối thủ của Qualcomm như là Snapdragon 410, 415 v.v. Nhưng mà nó chưa đạt đến đẳng cấp của 430. Mặc dù vậy thì đây cũng là một con chip rất là tốt rồi. Các bạn hãy yên tâm rằng nó có thể đáp ứng hầu hết hiệu năng của người dùng hiện nay. Kết hợp với đó là các bạn có bộ nhớ RAM 1GB có vẻ hơi ít ở thời điểm hiện tại, bộ nhớ trong 16GB, một cái màn hình độ phân giải HD để làm giảm tải gánh nặng cho CPU. Và với cái cấu hình này thì chiếc máy này ghi được số điểm AnTuTu hơi thấp, đó là khoảng chưa đến 30.000 điểm. Đấy, ở đây là 23.000 điểm và với số điểm này thì chúng ta cũng không thể hy vọng rằng nó sẽ chơi những trò chơi khủng như là Vainglory hay là Asphalt một cách mượt mà được. Thường thì đối với chiếc điện thoại giá dưới 2 triệu đồng thì mình không bao giờ quan tâm về màn hình của nó đẹp hay xấu. Nhưng với chiếc Infinity 3 này thì phải công nhận rằng màn hình của nó rất tốt so với những đối thủ khác, ví dụ như là chiếc Redmi 3S. Màn hình của máy thì chỉ có kích thước 5 inch cùng với độ phân giải HD, nhưng mà tấm nền của họ là tấm nền IPS, hiển thị rất là tốt dưới các góc nhìn khác nhau. Màu sắc theo mình đánh giá là rất là trung thực, cũng như là cái quan trọng nhất mà mình nhận thấy được là độ sáng cực kỳ cao. Độ sáng của máy cao mức mà các bạn có thể sử dụng dưới trời nắng hay là ngoài trời một cách thoải mái. Và kết hợp với những yếu tố như là pin trâu 4000 này, một cái thiết kế đầm tay chắc chắn và cấu hình vừa đủ để các bạn sử dụng ngày, thì mình nghĩ đây là một chiếc máy rất là phù hợp với những anh em nào mà hay làm việc ngoài trời, ví dụ như là những anh em chạy Grab Bike này hay là làm công trường vân vân. Nói đến một chiếc smartphone thì không thể nào bỏ qua camera được. Và với chiếc Infinity 3 này thì camera sau của nó là một camera 8 chấm cùng với đèn flash đơn. Đằng trước thì chúng ta có một camera độ phân giải thấp hơn là camera 2 megapixel. Và những thử nghiệm của mình cho thấy rằng cái camera này, chất lượng ảnh của nó không thực sự xuất sắc mà màu nó nhạt và nhìn trông nó bết bát hơn bên ngoài rất là nhiều. Có đây có vẻ không phải là thế mạnh của dòng sản phẩm Infinity này. Bù lại thì ở phía dưới chúng ta có một cảm biến vân tay. Cảm biến vân tay này rất là nhạy và cũng tích hợp được khá nhiều tính năng, ví dụ như là tính năng cơ bản nhất chắc chắn nó sẽ có rồi, đó là mở khóa màn hình, và mở khóa là mở khóa một chạm, các bạn không cần phải làm gì, chỉ cần đặt tay lên là máy sẽ tự động mở khóa ra.
Ngoài ra thì cái vân tay này có thể khóa những ứng dụng, một tính năng mà mình thấy rất là hay với những người mà cần sự riêng tư. Ví dụ ở đây thì mình khóa cái danh bạ lại và bắt buộc các bạn sẽ phải dùng vân tay để mở khóa thì mới có thể vào được bên trong. Đây là một tính năng mà mình thấy rất là hay và có vẻ như là INI họ đã học hỏi từ những hãng lớn như là Oppo hay là Xiaomi. Không một chiếc điện thoại nào là hoàn hảo và chiếc INI 3 này cũng như vậy. Với cái mức giá là khoảng 2,3 đến 2,4 triệu đồng thì chiếc máy này có những ưu điểm, đó là thiết kế rất là đầm chắc, một viên pin trâu 4000 mAh, màn hình sáng đẹp ngay cả dưới ánh sáng ngoài trời. Nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là máy ảnh và camera chưa thực sự tốt nếu so sánh với những đối thủ đến từ Xiaomi. Và mặc dù vậy, đây là một chiếc máy có vẻ rất bền bỉ và phù hợp cho những anh em nào hay di chuyển ngoài trời. Và hiện tại, Diệu Thông Minh đang có sẵn sản phẩm này. Nếu các bạn muốn mua thì vui lòng liên hệ đến số điện thoại 1900 6815. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.